Mở cửa. Tại sao phải để gọi đến hai câu mới ra mở? Khiếp, lại say à? Đã bảo không uống được, suốt ngày bia với rượu nhậu với nhẹt thôi. Này, ngồi xuống đây. Thế bảo ai không uống được? Cô bảo ai không uống được? Tôi á? Cô bảo tôi à? Này, còn lâu tôi mới say nhá. Lấy cốc nước này cho tôi. Này, uống đi. Sao ít thế? Mà nước không lạnh à? Lấy cả bình ra đây. Chưa kịp đun. Thế đói chưa để tôi dặn cơm? Hay. Thế bây giờ là mấy giờ còn chưa dọn cơm? Ở nhà chỉ có mỗi một cái việc là dọn cơm để chờ chồng về ăn cho đúng giờ mà không làm được. Đi dọn cơm nhanh lên. Dậy ăn cơm đi. Đây. Cái gì thế này? Thịt kho à? Trứng tráng à? Canh cá à? Hả? Thì đây, canh cá tôi nấu đấy. Ngon lắm mà tôi phải mất cả buổi chiều để nấu đấy. Nấu cái bát đi tôi lấy chứ. Thế rau đâu? À, còn một ít rau trong bếp rồi. Tôi lấy. Thôi không phải lấy. Một ít thì ai ăn ai đừng. Phải toàn rau, cô hiểu chưa? Sao lại là toàn rau? Phải là một vườn rau, phải thật nhiều vitamin rau, nhá. Nhớ chưa? Nhưng mà ăn toàn rau thì làm gì mà có chất? Im! Việc của cô ấy là phải luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, cô hiểu chưa? Cô nhìn lại cho tôi cái mâm cơm này xem nó thế này thì ai mà nuốt được nè. Thịt, cá, trứng, đây là toàn đạm. Hay là cô không biết làm thì để tôi nói cho cô về cái công thức chế biến rau để cô làm nhé. Cô nghe đây này, rau cải thì xào nhé, rau cần xào, rau mùng tơi vừa xào vừa nấu canh được, rau ngót thì chỉ nấu được thôi không xào được nhé. Mà tất cả các món rau ấy nếu mà xào là không được cho nhiều dầu nhé, vì cho nhiều dầu ngấy lắm nhé. Nhưng mà phải có bữa này bữa khác chứ, hôm nào ăn rau thì ăn làm sao được? Phải toàn rau. Tôi đi làm nắng nôi mệt mỏi nhá. Người nó mệt lắm mà cô nhìn xem thế này thì ai mà nuốt được. Cô phải nấu, cô phải biết cái tâm lý của chồng. Cô nấu cho tôi ví dụ như là canh cua cả pháo thôi. Nó mát, ăn nó mới dễ nuốt, hiểu chưa? Nhưng hôm nào cũng ăn rau tôi không ăn được. Tại sao lại không ăn được? Anh nói vô lý lắm. Ông hay, lại cãi à? Này nhá, tôi nói cho anh biết nhá, suốt ngày anh đi bia rượu nhậu nhẹt, anh ăn ba thùng luồng suốt ngày rồi. Bây giờ về nhà anh lại còn đòi ăn rau à? Không có rau, lấy đâu ra rau? Ra ngoài đường mà ăn rau, nghe chưa? Cãi này, cãi này, cãi này, cãi này. Láo thế chứ lị. Hả? Mọi hôm thì không cãi mà hôm nay lại dám cãi cả một đoạn dài thế à? Quá láo. Bê cái mâm này xuống, làm lại đầy một mâm toàn rau lên đây nhanh lên. Có ai ở nhà không ạ? Chào dạ, anh. Dạ, vâng, thế chị là? Tôi là Phương, cán bộ của phường. Ôi, cán bộ của phường ạ? Dạ, mời chị vào nhà. Dạ, báo cáo với chị là gia đình em là chấp hành đầy đủ các nội quy của phường lắm ạ. Tiền an ninh là gia đình em nộp rất đúng hạn ạ. Tiền vệ sinh là gia đình em nộp đầy đủ. Gia đình em là không có vứt rác bừa bãi gì cả. Không, tôi đến đây hôm nay không phải là vì thu tiền, mà tôi đến đây để thông báo một số quy định của phường cho các hộ gia đình trong phường thôi. Dạ, quy định ạ? Thế vâng. Quy định gì ạ chị? Thế này anh ạ, hiện nay có một số hiện tượng nổi lên như là một tệ nạn. Sở dĩ tại sao gọi là tệ nạn là bởi vì nó có từ rất lâu và rất nguy hiểm. Ô, thế, dạ, thế chị thông cảm. Nói thật với chị là em đi làm cả ngày cũng vất vả.
từ lúc chiều về thì mấy anh em trong cơ quan chỉ gọi là rủ nhau uống có một hai cốc bia thôi chị ạ. Chị thông cảm hộ. Không, tôi không nói tới việc ý, mà tôi nói tới là bây giờ hiện tại là tôi đem theo một cái thông báo để cho các hộ gia đình không mắc phải và tố giác những cái hiện tượng đó. Vâng, nếu mà em mà thấy có hiện tượng gì là em tố giác ngay. Thế nhưng mà là hiện tượng gì hả chị? Hiện nay có một số hiện tượng là nạn bạo hành trong gia đình. Bạo hành trong gia đình ạ? Vâng, rất nghiêm trọng. Thế bạo hành là thế nào hả chị? Bạo hành trong gia đình là người chồng sỉ nhục vợ bằng lời nói hoặc có hành vi thô bạo. Nếu như anh phát hiện ra có những người chồng hoặc gia đình nào đó, anh phải báo cáo với chúng tôi ngay để chúng tôi có biện pháp xử lý. Vâng, em mà biết là em báo cáo ngay. Nhưng mà nói thật với chị là gia đình em thì không có chuyện đấy, mà chắc là ở xung quanh thôi. Nhưng mà ở xung quanh thì em nghĩ cũng hiếm lắm chị ạ. Không, anh không biết đấy thôi, rất nhiều. Có nhiều chị em phụ nữ cam chịu và chấp nhận bạo hành trong gia đình. Thế ạ? Chúng ta phải giúp họ tố cáo trường hợp này càng sớm càng tốt. Vâng, thế thì phải tố cáo ngay. Vâng, có những trường hợp đánh đập vợ, sỉ nhục vợ rất nghiêm trọng. Úi dồi, thế thì nghiêm trọng quá. Bọn này là bọn vô học, vô văn hóa. Bọn này không thể để nó tồn tại được chị ạ. Có những tên còn thượng càng chân, hạ càng tay chính người vợ yêu thương của mình. Úi dồi, em mà biết thằng nào thế là phải tố giác, phải bắt hết chúng nó đi chị ạ. Không những thế, còn có những tên đánh vợ bị thành thương, đi nằm viện. Cái bọn này là bọn mất hết cả tính người. Bọn này là bọn tàn bạo vô nhân đạo. Bọn này là phải giết hết chị ạ. Ấy, chú phản ứng quá đà rồi đấy. Việc này có pháp luật xử lý. Vâng. Việc của chúng ta là phải kết hợp đưa bọn tội phạm này ra ánh sáng càng sớm càng tốt. Dạ, vâng. Bây giờ chú ký vào đây. Ôi, chị ơi, nhưng em có làm gì đâu mà phải ký ạ? Không, đây là bản cam kết. Nếu cho chú phát hiện ra, chú hãy báo cáo với chúng tôi. Thế nhưng mà thôi, em sẽ báo cáo nhưng mà thôi em không ký. Không ký không được. Đây là thông báo quy định rồi. Chú ký vào đây. Mà chú không ký và chú không báo cáo với chúng tôi là chú có tội đấy nhé. Trời ơi, sao mắt mũi lại thâm tím lên thế kia? Dạ, cái sản bếp nhà em nó trơn quá. Thế là lúc vợ em nó mải xào nấu mà đi đôi guốc cao quá, thế là nó trượt chân nó ngã chị ạ. Có đúng không hả em? Khổ quá, em đã nói với chị rồi. Em cứ nói thật cho chị biết đi. Chị là cán bộ của phường, hãy yên tâm nói thật ra đi. Đấy, thì cái việc nó chỉ có thế thôi. Đây chị xem này. Đấy. Chú Yên, tôi không hỏi chú mà tôi đang hỏi cô ấy. Có đúng không hả em? Đấy, chị lại không tin em. Đây chị xem, cơm canh toàn rau dưa thế này này, mà em đi làm thì vất vả. Con vợ em nó đoảng lắm, nó không biết làm cái gì mà em cũng nhịn. Em có nói gì đâu, vợ chồng em là yêu thương nhau lắm, không bao giờ có cái nạn bạo hành đâu. Đúng rồi, chồng chú cũng văn minh lịch sự. Những người bạo hành trong gia đình chỉ có thiếu đạo đức thôi. Vâng, bọn đấy là bọn khốn nạn, bọn vô văn hóa. Em đã nói với chị là nó chỉ bị ngã va vào cái tủ bếp thôi. Thế sao vừa nãy chú nói ở ngã ở sàn bếp mà bây giờ lại bảo là ngã ở tủ bếp là sao? Dạ thì nó cũng vẫn là ở trong cái bếp. Thế sao tất cả trên mặt nó vẫn không bị làm sao mà chỉ bị mỗi cái mắt sưng tím thế kia? Tức là cái tủ bếp nhà em ấy là thiết kế theo kiểu mới, nó lồi lõm, nó hoa văn, nó thiết kế theo kiểu mới mà chị. Thế là cái lúc nhà em nó mải nấu thì nó mới đập mặt vào đúng cái bông hoa loa kèn mà nó trang trí ở cái góc bếp. Thế à? Đấy, chị cứ chị... Thôi được rồi, bây giờ chú ấy ký vào đây. Vâng, em ký ngay. Cái này là chỉ cam kết thôi chị nhờ. Đúng rồi. Vâng, có cái gì là em sẽ báo lại với các chị ngay. Đúng vâng, rồi. Chị cứ yên tâm, chị cứ về phường đi rồi em sẽ báo lại với các chị ngay ạ. Rồi, mà tôi hỏi anh này. Dạ. Thế tại sao cô ấy bị như thế? Mà không vào tìm dầu xoa bóp cho cô ấy là sao? À, nhà em nó vừa bị xong, mới lại cũng đang mải nấu nướng. Thế để em vào em lấy ngay, em vào em lấy. Ôi chị ơi, anh cứ ngồi đấy để em đi lấy chứ anh có biết chỗ nào đâu. Khổ quá, anh biết chỗ, mà cái việc chăm sóc em là việc của anh, ngày nào anh chả chăm sóc em. Để anh vào anh lấy cho, chị ngồi chơi em vào em lấy cho. Thế em bị anh ta đánh ra đến nông nỗi này mà em còn giấu chị được à? Em có bị ai đánh đâu ạ? Em ngã vào cánh tủ. Cánh tủ nào? Em làm sao qua mắt được chị? Chị đã xử lý biết bao nhiêu vụ rồi. Thế em định để anh ta hành hạ cho đến chết à? Nếu như em muốn vậy thì tùy em thôi. Ôi chị ơi, chị ơi em xin chị đừng nói cho ai biết. Em sợ mọi người biết được
anh ấy sẽ bị đuổi việc. Có khi đi tù thì hỏng chị ạ. Hỏng hay là chết, em cứ yên tâm đi. Các chị sẽ có cách giải quyết. Mới đầu sẽ cảm hóa thật nhẹ nhàng. Nếu tái diễn mới đi tù. Ôi chị ơi, ông Sơn Út này nhà em, ông ấy chẳng sợ ai đâu chị ạ. Cảm hóa ông cũng chẳng sợ. Em chỉ sợ khi chị cảm hóa xong rồi, ông ấy còn đánh em nhiều hơn ấy chứ ạ. Chị nói cho em hay, những người đánh đập vợ ấy là những người hèn. Chỉ có những người hèn mới có hành vi như vậy thôi. Em cứ yên tâm đi, để chị lo. Em ơi, làm gì có ở trong tủ bếp? Chú cứ tìm đi, tìm bái sẽ khắc thấy. Bây giờ thế này nhá. Có chị ạ, có. Em có cậu em giỏi võ lắm. Thật không? Vâng. Được rồi, mọi việc sẽ để chị lo. Thế nhá. Vâng ạ. Chú Sơn ơi, tôi về đây. Vâng. Về chưa? Mà chào này. Ông về rồi còn gì nữa. Cô có nói chuyện gì với bà không đấy? Chả nói gì hết. Không nói gì sao lâu thế? Toàn nói chuyện đàn bà phụ nữ thôi. Đúng là có tật giật mình. Cô bảo ai có tật? Đã nói gì chưa? Đã bảo chưa? Mà tôi nói cho cô biết nhá, cô mà hở cái chuyện này ra với ai ấy, tôi mà đi tù ấy, tôi mà mất việc nhá, thì rau cũng không có mà ăn đâu, nhớ chưa? Giữ cho kín cái mồm cái miệng vào. Thưa ông ăn đi. Đây này, rau đi này. Đấy, đậu giá đấy, ông ăn đi. Mà thật, tại sao lại toàn rau thế này? Thì ông yêu cầu mà. Đấy là tôi nói là như thế. Rau thì cũng phải điểm vào đây một vài ít đạm chứ. Hả? Thế chỗ thịt cá nó mới đâu? Vừa nãy dọn rau không ăn, tôi đổ vào thùng rác rồi. Giỏi nhá. Bao nhiêu tiền của tôi kiếm ra, thế bây giờ cứ không ăn là mang đi đổ à? Hả? Vào trong kia xem món quả trứng nào sạch chán lên nhanh lên. Nhanh. Hết trứng rồi. Này, cô lau cho sạch cái đầu cầu thang vào nhá. Lau xong rồi pha tôi cốc bột sắn đá. Chị ơi, chị ơi. Ai đấy? Em đây ạ. À, em chào anh ạ. Mình à, chị em đâu của anh? Nằm trên gác. Này, thế đi đâu mà không điện đột ngột thế? Phải báo để anh cho anh đón chứ. Dạ, em tiện công tác. Sau đó đến thăm anh chị luôn. Mà đợt này có khi em sẽ phải phiền anh chị ở đây dài dài đấy ạ. Ui giời ơi, cậu cứ nói thế. Vấn đề gì đâu. Cứ đến đây ăn nghỉ ở đây, anh xếp riêng cho chú một phòng. Mà ở đây càng vui chứ sao? Thì tốt quá. Này nhưng mà, thế sao đang làm công tác ở dưới lại chuyển đi đâu? Dạ, em mới được chuyển công tác. Em chuyển sang đội phòng chống nạn bạo hành gia đình ạ. Bạo hành ạ? Thế nhưng mà cái vấn đề đấy nó có cái gì nghiêm trọng lắm đâu mà là phải nhiều lực lượng thế ạ? Dạ, nó thực sự nghiêm trọng đấy ạ. Thế à? Có những người đàn ông đánh đập vợ, chửi mắng. Rồi có những người đánh vợ nặng đến mức còn phải đưa đi bệnh viện. Rồi nhưng mà này, anh thấy cái vấn đề đấy nó cũng... Đấy, anh cứ ngồi, em sẽ nói cho anh hiểu. Chẳng hạn như là anh. Hả? Không, sao lại anh, đừng ví dụ anh này. Dạ, ý em không nói thế. Em đang nói chung những người đàn ông mà đối xử với vợ như vậy thì sẽ phải chịu rất nhiều hậu quả trước pháp luật. Nó như là một vấn nạn đấy ạ. Thế cơ à? Vấn nạn cơ à? Vâng, vấn nạn nó như là tệ nạn cờ bạc này, rượu chè, ma túy, si đa. Mà chị em đâu rồi? Hả? Chị mệt nằm trên gác. Sao chị lại mệt ạ? Ai làm gì chị phải không? Không, chị mà mệt bình thường thôi. Sổ mũi bình thường thôi mà, có vấn đề gì đâu. Sổ mũi bình thường thôi. Thế để em lên em thăm chị một cái. Ấy thôi. Để anh lên anh xem đỡ mệt chưa, anh gọi xuống nhá. Cứ ngồi đây nhá. Này, tôi bảo cô lau cho tôi cái đầu lan can cái đi, cô không lau. Bảo lau xong rồi pha cốc bột sắn mang xuống cũng không pha. Mà lại nằm mườn ra đấy hả? Thế là thế nào? Mệt. Mệt cái gì mà mệt? Thằng Minh nó đến chơi kia kìa. Xuống mà tiếp nó đi. Bảo tôi đi vắng. Ô hay. Em nó đến chơi mà lại chị đi vắng. Thế là thế nào?
Mặt mũi tôi như khỉ thế này xuống để nó cười cho à? Ông xuống đi. Xuống bảo là bị ngã. Nó là công an chuyển ngành, không lừa được nó đâu. Nó mà biết được là ông đánh tôi, nó oánh cho ông chết đi. Công an chuyển ngành á? Ừ. Thế sao cái hồi tôi đến tôi tìm hiểu không biết nó là công an nhỉ? Cái hồi ấy nó đi học xa, ông không biết là phải. Mà này, nó võ nghệ cao cường lắm nhá. Nó mà biết được ông đánh tôi, nó đánh ông chết. Hay là thôi, để tôi xuống tôi nói hết sự thật với nó. Ôi, thôi. Ôi. Thôi cứ để tôi xuống. Nó mà biết được sự thật thì nó cũng chỉ đánh cho ông vài cái thôi. Không chết đâu mà lo. Đi viện tôi chăm. Thế nhá. Ấy, thôi được rồi. Cứ ngồi xuống đây. Để tôi xuống tôi xem thế nào đã. Xuống đi. Chị thưa cơ mà. À, tức là đi vắng là tạm vắng một lúc thôi mà. Tạm vắng à? Ừ. Mà này. Hả? Hay là có ai làm gì chị ấy? Để anh để em lên xem. Không ấy, không làm gì có chuyện gì. Ở nhà có hai vợ chồng thì làm gì có chuyện gì. Ừ, thì cứ ngồi uống nước đi xong để anh lên anh xem chị thế nào nhá. Nhá. Mệt thừa sức quá. Thôi này, anh Sơn ơi. Úi dồi ôi, úi dồi. Nó có võ thật đấy, nó còn có cả khí công nữa. Thôi thôi thôi, xuống nói một câu đi. Thôi, hay anh xuống đi cứ bảo là tôi đi vắng. Chứ tôi mà xuống chẳng cứu được anh đâu. Không được, em nó đến chơi thì nó phải gặp chị. Làm sao mà nói được, cứ xuống cứ bảo là bị ngã là được đi. Nhanh lên, cứ bảo là bị ngã. Thế nhưng mà nó mà không tin thì kệ anh đấy. Thì sao lại không tin? Thì phải nói nhiệt tình lên chứ. Nói như là nói với cái bà Phương ấy là nó tin. Đi, 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 đi. Ôi dồi ôi, chị bị làm sao thế này? Ai đánh chị? Chị nói đi, ai đánh chị? Anh không. Anh đánh chị tôi đúng không? Anh không. Không làm gì có ai đánh đâu. Ờ, có ai đánh đâu. Đây là bị ngã thôi. Chị ngã, nói đi. Chị ngã. Đấy, bị ngã. Ngã vào đâu? Hả? Ngã vào tủ. Ừ, ngã vào tủ. Ngã vào tủ. Chỗ nào? Đấy. Đây, góc này. Đây à? Ừ. Tại sao trên mặt chị tôi tất cả đều không bị làm sao, chỉ có mắt là thế nào? Hả? Ừ, thế thì... Đây, ngã vào đây. Ngã vào đây cũng mà mù à? Thế thì... Vào đâu nhỉ? Anh, chỉ có anh thôi, đích thị anh. Anh đúng không? À, không. Không, khổ quá, chỉ có ngã ở trong cái tủ này thôi chứ. Mà không biết chỗ nào. Thôi được rồi. Hả? Bây giờ tôi nói với anh thế này. Ừ. Anh phải chứng minh được chị tôi ngã vào đâu. Còn nếu anh không chứng minh được, đích thị là anh. Anh đã đánh chị tôi, anh bạo hành chị tôi. Hả? Lúc ấy, tôi sẽ đưa anh lên chính quyền, gửi giấy thông báo đến cơ quan của anh. Còn bây giờ, tôi sẽ xuống dưới, uống nước dừa, chờ đợi anh. Đừng có làm gì nè. Bây giờ làm thế nào bây giờ? Hả?
lần rồi. Vợ chồng thì phải nhẹ nhàng thôi. Đằng này cứ thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Đấy, hậu quả đấy. Khổ quá, biết rồi. Biết là như thế rồi. Thế nhưng bây giờ làm thế nào để chứng minh là bị ngã vào tủ bây giờ? Bây giờ chỉ có mỗi một cách là tôi với anh xuống nói thật với nó. Hả? Không được. Nếu mà có xui xẻo thì ông đi tù vài năm. Tôi lại về mẹ tôi ở vậy. Ấy, làm sao mà làm như thế được? Bây giờ phải nghĩ xem thế nào, phải giúp tôi đi chứ. Ông đánh tôi đến mù mắt thế này thì nghĩ thế nào được? Mù mắt thì liên quan gì đến não đâu mà không nghĩ được. Hả? Thôi bây giờ thế này, tôi sẽ chịu đau. Cô tát lại tôi một cái đi được chưa? Để cho nó tím mắt giống như cô ấy, tôi xuống tôi sẽ nhận với nó. Tôi không quen đánh người khác. Ồ hay, thế bây giờ làm thế nào? Tát đi đây, tôi ngồi đây tôi chịu đau rồi, cô tát này. Đây, tát đi. Ui, ai dù ui, đau thế. Ô, này nhưng mà đau thế này mà sao nó không tím? Mà nó không tím thế này. Ôi, tát lại đi nhanh lên. Đấy, tôi sống với anh bao nhiêu năm, anh hành hạ tôi, thế mà vừa tôi vừa tát anh có một cái mà anh đã kêu đau rồi. Ôi, đau nhưng mà nó không tím. Tôi nói đau về thể xác, tôi nói đau về tinh thần cơ. Chỉ có cái bọn vô học ở ngoài kia kìa, nó mới về nó hành hạ vợ con như thế. Anh là đàn ông mà anh đối xử với phụ nữ như thế à? Anh đã thấy đau chưa? Rồi, biết rồi. Lần sau đừng đánh tôi nữa nhá. Lần sau không làm như thế. Hứa tử tế đi xem nào. Đấy nhá, tôi nghe thấy rồi nhá. Chính anh thừa nhá, anh đánh chị tôi nhá. Bây giờ chỉ có tôi có thể làm cho cái mắt của anh tím như thế kia. Ây, ôi thôi. Ôi kìa. Đừng. Kìa. Này. Ôi thôi, anh xin, anh hứa. Anh hứa rồi. Này con. Gì hả bố? Không dậy mà chuẩn bị đi học à? Này, thế mẹ đã nấu xong chưa? Con biết đâu. Trời ơi. Em ơi, nấu xong chưa? Xong rồi đấy. Muộn quá rồi đấy, bố con anh đói bụng rồi đây này. Đây rồi, đợi một tí mà đã kêu ca rồi. Này, đây, bát của con đây. Bát của anh đây. Anh đã bảo rồi, đi ra ngoài ăn cho nó tiện. Em không nghe, cứ thích nấu nướng, lục sang lục trục. Thế em không thấy mệt à? Sao lại không thấy mệt? Nhưng mà để bố con anh ăn ngoài hàng mãi không yên tâm đâu. Bây giờ nhá, hàng quán người ta chỉ chú trọng lợi nhuận kinh doanh thôi, không chú ý gì đến khách hàng đâu. Nói như em ấy, thì cửa hàng gái phố của em ấy sập tiệm từ lâu rồi. Ai người ta thèm đến ăn? Anh ấy chỉ quan tâm đến việc của anh thôi, còn cửa hàng của em không để ý gì cả. Đông nghìn nghịt khách hàng kia kìa, xếp hàng ha, dài 2 cây số còn chia làm 2 nhánh ấy. Mẹ ơi, trời. Hả? Mì có mùi gì lạ lạ? Mùi gì? Mùi gì? Mùi... con không biết, mùi khó hiểu. Anh ngửi xem có mùi gì không? Mùi gì không? Có mùi. Đúng mà. Mà mùi rất quen là đằng khác. Quen à? Sao nào? Tôi chết rồi. Quen làm ở nhà hàng. Khổ quá. Cứ quen tay cho thêm nước hoa vào cho nó thơm. Giời, thảo nào cứ mùi quen thế không biết. Mẹ ơi, cái mùi này con không ăn được đâu. Mẹ vào mẹ nấu không mắc khác. Không ăn được đâu. Hay là thôi bây giờ nhá, muộn rồi, hai bố con đi học đi, bố đi làm đi nhá. Chiều về mẹ sẽ nấu cho con món khác ngon hơn nhá, được không? Lại nhịn đói. Ừ, chịu khó, mẹ hứa chiều mẹ sẽ nấu nhiều cho con ăn nhớ chứ. Nhưng mà trưa nay ở lớp con tổ chức đá bóng rồi, không ăn đói đáng. Chịu khó mà nhịn đói. Chứ bây giờ con đi ra ngoài hàng nhá, ăn vào đau bụng là chết đấy. Anh cũng thế nhớ chưa? Đừng có ăn gì cả, hàng quán bây giờ là em không yên tâm một tí nào. Thôi mẹ ơi, câu của mẹ con thuộc lòng còn hơn cả bảng cửu chương rồi. Vâng, con biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Dù có đi bốn phương trời, ôi dồi, mẹ còn hát lòng đấy. Vẫn nhớ về nhà mẹ, chờ mẹ luộc rau, chờ mẹ thích kho, lòng con nói con cao. Chả bố anh cũng trêu mẹ thôi. Thôi đi đi con, anh đi làm đây. Vâng. Nhớ em dặn nhá, không được ăn gì đâu đấy. Rồi, anh đi nhá. Vâng. Khổ quá con. Nước quen tay. Quả gì mà ngon ngon thế, xin thưa rằng quả khế. Ăn vào thì nó làm sao, không sao. Ăn vào người sẽ thêm cao. Quả gì mà gai chi chít, xin thưa rằng quả mít. Ăn vào thì nó làm sao, không sao. Ăn vào người vẫn cứ cao. Ôi,
ăn cơm mà vào đi, có thức ăn rồi đấy. Đi vào đây, ăn món gì, Không, em không ăn cái gì đâu. Hôm nay em nghe thấy tin là ở cửa hàng cô tìm người giúp việc phải không ạ? Đúng rồi. Vâng, hôm nay em đến đây để xin được ứng thí. Thế à? Vâng. Thế lý lịch trích ngang là như thế nào? Trích ngang là thế nào ạ? Tức là họ tên, quê quán, sở thích, yêu thích nọ kia ấy. Cô ơi, tên của em là Thục Phấn. Cái gì? Thục Phấn, tức là túm tẹp đấy. Bí danh là Thục Phấn cô nương nhá. Quê của em ở Cầu Tõm, xóm Tranh Vinh, xã Liều, huyện Văn Mạc, tỉnh Bổ Sung. Cô, sở thích của em là thích được đi du lịch ngắm trăng, thích được làm thơ trong đêm giao thừa để đón chào năm mới. Còn gì nữa không? Hết rồi. Dài thế à? Vâng. Thế có biết yêu cầu của quán tôi là cái gì không? Là đến đây để giúp việc rửa bát, quét nhà. Thì đúng rồi, giúp việc rửa bát, quét nhà. Vâng, vâng. Chứ không phải làm thơ, ngắm trăng, thi hoa hậu nhá. Ôi giời ơi. Thế mà trình bày một dài dòng thế à? Rồi em quên, em xin lỗi cô. Khổ quá, ở nhà xem nhiều thi hoa hậu quá, nghe đọc thơ tình nhiều quá, nên là nó ảnh hưởng quá. Cô nhận em vào giúp việc nhá. Được rồi. Vâng. Thế bây giờ có biết yêu cầu của quán là cái gì không? Cô ơi, theo em thiết nghĩ nhá, đã vào làm ở cái quán ăn này nhá thì phải gọn gàng, sạch sẽ. Sai. Kìa, cô nhìn thực đơn nhá. Lòng xào dừa, lòng xào lươn, tức là em bỏ gia vị, bỏ mì chính đi. Thế là hoàn toàn tiết kiệm cho cửa hàng. Càng sai. Vẫn sai. À, thế thì như thế nào cô? Em hiểu rồi. Như bây giờ nhá, phải ăn mặc sang trọng nhá. Đêm mà phải thức thật khuya để xem phim Hàn Quốc. Sáng dậy thật sớm để uống cà phê in. Đúng chưa? Sai nghiêm trọng. Thế nào mới là đúng ạ? Thôi được rồi, nể cô trông thật thà chất phác. Vâng. Tôi cũng có cảm tình đấy. Vâng. Để tôi nói cho cô biết nhá. Vâng. Muốn đạt yêu cầu để vào cái quán này. Vâng. Phải biết một điều cực kỳ quan trọng. Biết không? Điều gì ạ? Biết làm ảo thuật. Hiểu chưa? Ảo thuật là thế nào ạ? Thế chưa đi xem xiếc bao giờ à? Chưa. Khổ quá cơ. Ảo thuật ý. Rồi đây tôi bảo này, là mình phải biết biến hóa khôn lường, hiểu không? Biến hóa. Vâng. Biến hóa khôn lường. Vâng. Biết món gì đấy không? Gà vàng. Màu vàng. Vâng. Tôm màu gì? Đỏ. Rau màu gì? Xanh. Cà khoai tây màu gì? Vàng. Vàng, hiểu không? Vâng. Để có màu sắc đẹp như thế này này. Vâng. Là mình phải biết biến hóa. Biến hóa. Hiểu không? Từ những thứ tưởng chừng như có thể vứt đi, bỏ đi, vứt ra sọt rác, mà mình biến hóa khôn lường thành thức ăn ngon thế này, đẹp như thế này, màu sắc như thế này, hiểu không? Đó là ảo thuật chứ là cái gì? Hiểu chưa? Chưa. Chưa hiểu à? Chưa. Ôi, đào tạo thế này thì chết tôi. Khổ lắm. Thôi được rồi, tôi coi chị như là con cái trong nhà. Ủa, sao lại con cái ạ? Thì mấy đứa trong kia tôi cũng coi là con cái hết đấy mà. À? Thì tôi sẽ chỉ vẽ cho tận tình để học được ảo thuật, nhớ chưa? Vâng. Như các cụ đã nói, thương ở cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho mùi. Thôi thỉnh thoảng cô cứ ghét em, cho em tí ngọt tí mùi cũng được cô ạ. Này, từ từ đã nhá. Thôi nhá, từ đầu giờ cứ xưng hô tôi là chị em cô chào cháu như thế à? Người ta trẻ đẹp như này là gọi người ta là chị à? Hả? Muốn người ta tổn thọ chết à? Cô ơi cô, cô cứ yên tâm đi nhá. Cô cứ hoàn toàn yên tâm đi, một khi em đã học được ảo thuật rồi nhá. Nếu mà cô có mệnh hệ nào ấy thì cô cứ yên tâm mà ra đi đi. An lành đi. Em sẽ phát triển cái cửa hàng này gấp 5, gấp 10 lần như là khi cô còn sống ấy cô ạ. Này, này, dù ai chết đi hả? Không. Hả? Hồn nhiên thế à? Hay thật đấy. Không có ý gì, em quên nhỡ mồm. Chưa học ảo thuật đã làm ảo thuật trước mặt tôi à? Không. Thôi được rồi, bây giờ vào trong kia. Vâng. Có mấy đứa vào trước ấy, nó sẽ bày cho cách làm ảo thuật từ đầu, nhớ chưa? Ảo thuật à? Vào vâng. Trong kia học hành cho nó chăm chỉ vâng, vào. Vâng, vâng, vâng. Được chưa? Vâng. À, cô thế còn... À, được còn... rồi, cái vấn đề lương lậu ấy, vâng. Thì cứ học cho nó giỏi đi, rồi chúng ta sẽ thỏa thuận sau, nhớ chưa? Thỏa thuận. Lương lậu mình thỏa thuận sau, nhá. Vâng, thế bây giờ em vào ảo thuật. Đi vào ảo thuật đi nhanh lên. Nhớ đấy nhá. Vâng. Học hành cho chăm chỉ đấy nhá. Khổ lắm cơ, chỉ vẽ cho từng tí một. Mẹ chết cả người, từ sáng chưa ăn uống cái gì cả. Quả gì mà ngon ngon thế, xin thưa rằng quả chuối. Rồi, quê làm sao? Không sao. Ăn vào cũng chết rồi, xin lỗi anh nhá. Ôi dồi ôi anh ơi, vô cùng xin lỗi anh, chẳng may nhớ tay, lỡ tay ấy mà. Thế mà anh lại nghĩ rằng là chuối rụng sân đình cái gì? Chẳng may. Anh vào trong này. Anh ơi, cơm của em rất là ngon. Có món gà này, tôm này, chả lợn, chả chó, chả mực, chả gì cũng có. Anh ăn món gì? Thức ăn của em rất ngon, anh ăn mì.
à? Mì lòng nhá. Mì lòng. Mì lòng. Có ngay, có ngay. Em ơi, một mì lòng nhá. Cho mì lòng. Anh vào trong đây sẽ phục vụ ngay à? Phục vụ ngay. Cơm người ta ngon thế này, bao nhiêu món không ăn để ăn món mì lòng. Đây. Gì đấy? Chào chị ạ. Hay thật đấy. Nhìn người ta thế này mà gọi là bà ơi à? Chị ơi, chị làm ơn cho em hỏi đây có phải quán của chị gái quê không ạ? Đấy, đấy. Nhìn người ta phố từ đầu đến chân này mà gọi là gái quê. Ô, hay thật, ăn mới chả nói. Chị ơi, nhìn thì làm sao mà xác định được cái sản phẩm riêng cái gì chứ, cái này ấy là cứ phải lấy tay nắn thì mới chắc chị ạ. Nắn. Thích sờ la sờ lớ gì đây này, nắn đi, cho nắn đấy. Ở quán gái phố này nhá, đao kiếm là vô tình ấy. Báo cáo với chị là thế này, dạ là quê phố thì đều được cả mà. Thì có quê thì mới có phố. Có thằng bố mới lòi cho thằng con, mà lại có hình tròn thì mới có hình méo chị ạ. Thôi, trình bày dài dòng văn hoa lá cảnh quá. Có việc gì mà đến đây hả? Dạ báo cáo chị là cũng có tí việc định nhờ chị giúp đỡ tí. Ở đây vào trong này xem tình hình như nào nào. Dạ vào đây. Trình bày sự việc xem nào. Đây. Ai dạ. Khiếp, mùi gì mà ghê thế hả? Ghê thế. Nói để chị biết nha, cái mùi sơn hào hải vị ở quán chị mà. Cũng từ đây mà ra đấy. Chị xem đi. Kinh quá. Thấy không? Thôi cứ đẩy vào. Thế bây giờ tôi hỏi chú nhá. Chú là ai? Từ đâu đến? Ai giới thiệu chú đến đây? Hả? Khiếp. Chị làm cái gì mà cứ như quan tòa hỏi bị cáo thế? Chị cứ từ từ ngồi xuống rồi khoai khắc nhừ. Rồi, đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây hả bà chị? Khổ quá, vội nó quen rồi không chậm được. Thế tôi hỏi chú nhé, chú là ai? Từ đâu đến đây hả? Khổ quá, em ấy là Hạn. Ờ. Vừa mới lại mở một cái cửa hàng kinh doanh chuyên cung cấp tóm lại nội thất của động vật. Nội thất động vật là cái gì? Nội thất của động vật là tim gan lòng mề phôi phéo ấy. À, của động vật ấy. À, tôi biết rồi. Em ấy hôm nay vừa mới cắt băng khánh thành cái lò mổ lợn. À. Rồi là gà. Tóm lại là động thực vật hết. Đấy, à. Hôm nay có chút quà em mang đến gọi là có tấm lòng thơm thảo, trước lạ sau quen. Mùi hôi thế này mới kêu tấm lòng thơm thảo, trước lạ sau quen. Thì không à. Thế sau này nhớ chẳng may mà hàng của em nó không đắt hàng. Ê, nó tồn kho, nó ế động ấy, thì em lại mang lên đây nhờ chị xào nấu rồi luộc rồi hấp gì cho nó rực mùi lên. Đấy, hai bên mình cùng có lợi mà. Chú nói thế nào chứ? Nhà hàng tôi là chuyên tiêu thụ những đồ ăn tươi sống, thơm ngon. Chứ ai tiêu thụ những loại hàng ế động tồn kho như của chú? Ôi giời ơi, em lợi chị. Hàng tươi sống thơm ngon. Này, tin lành đồn xa mà tin giữ đồn xa nhá. Cả cái chợ này ấy, chị là người nổi tiếng nhất để chuyên thu mua các loại hàng ế, hàng tồn kho, hàng đọng, hàng không bán được. À, cái chú này ăn nói hay nhỉ? Hay quá đi chứ chị. Mà bà chị cứ bình tĩnh ngồi xuống đi để em trình bày cho chị nghe. Chuyện đó là thế này, nhà em ấy là có gen 7 đời nói hay đấy chị ạ. Cả làng ấy ai cũng khen em là người đẹp giọng hay. À. Vâng, lại khuyên em là phải đi làm MC. MC là cái gì? MC là những cái người mà hay nói trong các chương trình nổi tiếng ấy. À, vâng. Rồi. Ừ. Thế nhưng mà khốn nỗi, đúng cái hôm mà em đi thì em lại làm mấy bát tiết canh. Thế là bị Tào Tháo đuổi, cho nên bị nhỡ nhàng chị ạ. Thế à? Vâng, khổ lắm. Đời ấy nó có số cả. Vâng, chứ không thì bây giờ em đã vi vu ở tận đầu tận đâu, làm tất cả các chương trình nổi tiếng rồi, chứ đâu phải đưa cái anh nội thất của động vật này hả chị? Khổ thân chú nhỉ? Em lắm. Khổ thân chú quá rồi. Em cứ nghĩ mà em lại cứ tin nó tiếc mà nó ức. Thế làm sao? Khổ thân quá, đàn ông đàn an gì mà chưa chi đã sụt sùi nước mắt. Thế làm sao, kể nốt đi tôi nghe. Với chị biết không, cứ mỗi lần chợ chiều về, đi ngang qua em thấy lòng lợn lòng gà của em làm sạch sẽ như vậy mà vẫn không được tiêu thụ. Ế ẩm quá. Mà lòng em cứ mang mát buồn, cứ dâng lên như là tất cả những cái gì nó cô đơn, nó thất vọng. Thế là nước mắt của em nó cứ tuôn chảy ra mà không thể nào mà kìm hãm được. Khổ thân chú. Làm nghệ thuật thì không đi, làm MC chương trình lớn thì không muốn. Để đi bán buôn với cái nội thất động vật thế này.
thôi bây giờ thế nào? Dạ, thế bây giờ ý chị thế nào? Ừ thì thôi được rồi. Thế bây giờ mỗi lần mà ở ngoài chợ ế ẩm ấy thì chú cứ mang vào đây, tôi tiêu thụ giúp nhá. Ừ, làm thức ăn bán cho khách ấy mà. Nhá. Ừ, giá cả phải chăng thì chị em mình thỏa thuận nhau nhá. Ôi giời ơi, chị đúng là quái nhân. Chị đúng là quý nhân phù trợ của em. Dạ, báo cáo chị là thế này. Hả? Hôm nay ấy để cái kỷ niệm cái ngày mà lần đầu tiên em gặp chị, dạ em cũng mang đến tí nội thất. Dạ, để chị bán cho khách. Ờ, thế chỗ này bao nhiêu cân? Dạ, chỉ có một yến thôi chị ạ. Chỉ có một yến? Một yến là 10 cân đấy, dạ, không vâng. Chỉ có đâu. Ôi giời ơi, bà chị thân mến ơi, 10 cân so với cửa hàng chị thì thấm tháp vào đâu. Chị ơi, nhai một buổi là hết. Giờ để tôi xem nào. Dạ vâng. Trời ơi, chị ơi, chị không phải chắc lép thế, không phải kiểm tra. Riêng em ấy làm ăn cực kỳ đứng đắn, 10 cân ở cửa hàng em chỉ có tươi không bao giờ có héo chị ạ. Thôi được rồi, thế giá cả chú nói đi tôi xem nào. Nhiều. Chị cứ ngồi xuống đi. Tôi hỏi chú là giá bao nhiêu? Chị cứ bình tĩnh ngồi xuống đi để em thưa. Quá rồi chị để. Thôi. Thế này, chị thường lấy ở chợ của người ta bao nhiêu? Đấy thì em sẽ bớt hẳn cho chị 10% được chưa? 10%? 10% là bao nhiêu? 10% là một giá. À tôi hiểu rồi. Thế cứ nói thẳng ra là bớt một giá thôi. Dạ tôi vâng. Lấy ở chợ bao nhiêu tôi bớt của chú một giá thì là được rồi. Dạ vâng. Thì... Xinh như chị mà không bớt thì người ta lại bảo em là không có mất. Không phải nịnh tôi. Dạ vâng. Đây tôi giả chú 100, được chưa? Dạ. Cầm lấy. Chị có nhầm không ạ? 10 cân của em sao lại chỉ có 100 ạ? Ơ, thế 10.000 một cân, 10 cân không là 100.000 à? Dạ, chị nói gì em chưa hiểu. Khổ quá, đứng lên tôi giải thích cho bà hiểu nhá. Này, tôi chia hạn thực phẩm ra làm 3 loại, hiểu không? Vâng. 3 loại. Loại thứ nhất, mới ế thì chỉ được nhận 50% trên giá thị trường thôi, hiểu không? 50% thôi. Ờ, 50% trên giá thị trường. Loại thứ hai, mà ế khá lâu rồi ý, thì chỉ nhận được 20% trên thực tế giá thị trường thôi, hiểu không? Thế còn loại của chú ấy mà, ế quá lâu thế này rồi mà, bốc mùi thế này rồi mà, chỉ nhận được 10% trên giá thị trường thôi, hiểu không? Đấy. Ôi trời ơi, chị gái thân mến của em ơi, chị nhầm nhọt sang trồng trọt rồi. Hàng nội tạng của em ấy không phải là ế, mà để hơi lâu một tí thôi chị ạ. Thế à? Vâng, chẳng qua là yêu mến chị cho nên em mang đến đây thôi. Thế à? Dạ. Chú lừa ai chứ chú không lừa được tôi nhá. Tôi là chuyên gia ngửi các loại mùi động vật đã phân hủy, hiểu không? Tôi ngửi một phát là tôi biết ngay hàng của chú á. 3 ngày rồi, hiểu không? Trời ơi. Dạ, đúng rồi. Bái phục bà chị, vải thưa không che được mắt thánh. Sao nữa? Dạ, nhưng mà chị ơi. Xem thế nào, thương em một tí, đủ cho em thêm vài giá nữa chứ thế này thì lỗ quá chị ạ. Lỗ á? Dạ. Thế chú lỗ tôi không lỗ à? Hả? Mà tôi nói chú biết nhá, chú mà lỗ, tôi chui xuống lỗ với chú luôn ý. Rồi ôi gớm, chị cứ nói đi chứ, chị buôn một lãi 10. Em mà có kiếp sau, em thề em không mơ làm MC nữa. Mà em sẽ mơ làm bán cơm bụi giống chị. Chả mới chốc mà nhà lầu xe hơi. Em ơi, nếu hàng không chạy thì sao? Ta nhai phú tạng, nhắm thêm rượu nồng. Chú này, chú đừng có đấy nằm mơ nhá. Thế chú tưởng hàng của chú mang lên đây là chị mang bám cho khách luôn được đấy à? Úi giời ơi, phải nhờ công nghệ cao của chị nữa đấy chú em à. Thôi được rồi, đấy là tùy chị, chị muốn làm gì thì làm. Còn hôm nay gọi là có tí hàng để ra mắt chị. Nhưng mà lần sau ấy, chị là phải cho em thêm vài giá nữa đi, không thế này chết. Thôi được rồi, chị em mình mà phối kết hợp với nhau ý thì đôi bên cùng có lợi, hiểu không? Chú cung cấp chị tiêu thụ ý không? Okay, đôi bên okay. Cùng có lợi. Thôi được rồi, bây giờ chú đi về đi nhá. Bé. Dạ vâng. Này này này, chị bảo này, ra ngoài chợ nhá, xem đứa nào có hàng ế hàng thiêu thì mang vào đây chị tiêu thụ nốt cho nhá. Ok, cứ thống nhất với nhau thế chị. Rồi nhá. Rồi em về đây. Rồi về đi nhá. Vâng. Thời đấy. Phẩm ơi. Phẩm. Ôi. Ôi. Phẩm ơi.
con mù này hay thật đấy. Ừ. Sao? Ủa, say à? Sao thế? Không phải là say. Choáng quá. Choáng á? Úi giời ơi. Đúng là trăm nghe không bằng nghìn thấy, trăm thấy không bằng nghìn ngửi. Úi giời ơi, công nhận cái chỗ để thức ăn của nhà cô mà. Úi giời ơi, khiến cho người ta nhá, không thấp thì cũng phải cúi đầu. Úi giời ơi. À, quên mất không dặn trước khi vào đấy phải đeo cái khẩu trang vào. Thế học ảo thuật đến đâu rồi? Choáng quá, chưa làm được. Hay thật đi nhỉ? Khiếp quá cái chứ này. Ôi giời ơi. Đây này, còn cái này đây này. Cái gì đây? Đây này. Hả? Trước khi mở cái này ra ấy, phải cố gắng nhá. Đeo khẩu trang vào nhớ chưa? Đây này, tôi cho mà xem này. Đây. Đấy. Trời ơi. Biết ngay mà chừng quen đúng không? Đấy, có bây giờ nhớ nhá. Trước khi làm việc phải đeo khẩu trang vào chứ. Thế bây giờ mang cái này vứt đi thế này. Hả? Hay thật đấy. Vứt là vứt thế nào hả? Bây giờ đem cái thùng lòng này vào, ướp tất cả loại gia vị thơm nhất vào gừng, tỏi, gia vị ngũ hương. Có cái gì thơm nhét vào mà ướp, nhớ chưa? Ướp để làm gì? Để ăn chứ làm gì? Ôi trời ơi, sao lại ăn? Mình ăn cái này á? Để làm cho khách hàng ăn, nhớ chưa? Ôi trời ơi, cô cho khách hàng ăn cái này thì để người ta đi bắt điển á? À? Mẹ đấy cái mồm thôi, ướp và vật ngoặt cái mồm như thế à? Ăn mới chả nói, đi bắt điển là đi điều gì nào? Hả? Mình đã ướp sẵn các thứ rồi là làm sao mà đi bắt điển? Ướp như thế có bảo đảm không? Sao lại không bảo đảm? Ướp vả luôn. Bây giờ tôi bảo này, còn một bí quyết nữa. Bí quyết gì? Nếu như ướp tất cả các loại thơm như thế mà không khử được mùi, thì còn một công nghệ bí mật nữa. Công nghệ gì? Công nghệ gì? Đừng có tiết lộ thiên cơ với ai nhá. Tôi nể cô là người thật thà chân tình, tôi mới nói cho biết đấy. Nếu như ướp tất cả các thứ thơm mà không khử được hết mùi, thì mình làm gì? Xịt nước hoa vào cho thơm. Xịt nước hoa vào á? Sao lại xịt nước hoa vào lòng? Sao lại không xịt? Trong nước hoa nhá, ngoài cái tính chất làm thơm ra, nó còn rất nhiều chất hóa học để diệt khử mùi hôi, hiểu không? Trời ơi, trong nước hoa có cả hóa học cái gì? Tất nhiên. Để triệt mùi hôi gì? Úi trời ơi, thế thì ngay chiều hôm nay tôi sẽ lấy nước hoa xịt vào lòng gà. Tôi sẽ xào mướp với lòng gà, cả nhà mình cũng ăn nhá. Này. Cả nhà ăn để cả nhà đi văn biển à? Ồ, hay thật đấy nhở. Cái này chỉ để làm bán cho khách hàng thôi. Ôi, bán cho khách hàng ngộ độc đấy. Đã bảo nó không cơ mà. Nó ăn ở đây nó ngộ độc ở đâu chứ mình chịu trách nhiệm à? Ồ, hay thật đấy. Thôi bây giờ thế này, bê cái thùng lòng này vào nhá. Với cả làm nốt cái đống da lợn trong kia đã làm chưa? Ôi dồi ôi, này da lợn thì phải có bàn chải nhá. Mà bàn chải sạch nhà mình không còn cái nào cả. À này, hay là cô ứng cho tôi một ít tiền lương đi. Tôi đi mua bàn chải về để cho chúng nó xuống và chúng nó cào. Hay nhỉ, mua. Cái gì cũng mua, tiết kiệm chứ. Hả? Thế làm nào? Bây giờ vào trong nhà vệ sinh ấy, có cái bàn chải cọ nhà vệ sinh, lấy ra mà cọ. Rồi để tôi vào nhà vệ sinh, tôi lấy bàn chải cọ toilet để tôi cọ da lợn nhá. Rồi. Được rồi. Đây, này. Cái gì đấy? Bê cái thùng này vào, làm luôn. Bê cái này á? Hay nhỉ. Thế tôi thuê cô về đây để làm việc chứ phải để đùn việc lại cho tôi nhá. Tôi về đây rửa bát quét nhà, ai bê cái này? Thôi bê vào đi, nói nhiều quá. Bê vào. Bê. Đấy, bê đi. Bê cùng. Bê thật đấy. Bê. Lần đầu thôi nhá. Lần đầu. Ôi giời ơi. Chào em. Anh mì lòng. À, em nhớ ra rồi. Anh, thế hôm nay anh đến quán em ăn món gì à? Thế quán của em hôm nay có những món gì nè? Ây, cái gì cũng có. Tôm gà, cá ốc, chả chó, chả mực, chả chuột, chả gì cũng có. Ngon lắm anh ạ, ăn món gì? Đồ ăn của quán em rất là ngon. Cho anh một mì lòng. Vẫn mì lòng à? Vẫn mì lòng. À, có ngay. Em sẽ đích thân phục vụ anh. Anh vào đây, có ngay. Vào đây. Đây rồi, có ngay. Mời anh. Chúc anh ngon miệng nha. Anh cảm ơn em nha. Gáo quá. Này, em ơi. Sao thế hả anh? Anh bảo này. Có việc gì ạ? Quán của em đây có rất nhiều sự lạ nhá. Lạ? Lạ thế nào anh? Em này, từ lúc anh vào đến giờ, anh không thấy bất cứ một con ruồi, con muỗi nào ở quán em cả. Đấy, anh thấy không?
quán của em cực kỳ vệ sinh an toàn thực phẩm nhá, sạch sẽ để nó không còn côn trùng là xuất hiện đấy. Thú thực với em như thế là anh yên tâm lắm rồi. Yên tâm bởi quá. Bụng dạ anh còn hơi kém. Yên tâm không? Yên tâm ăn ở bọn em không sao cả. Em nói vậy là anh yên tâm rồi. Thú thực với em là bụng dạ anh cũng hơi kém. Vâng, anh cứ ăn đi đã bảo không sao cả. Anh ăn. Sao anh? Em, cái gì đen đen đấy nhỉ? Con ruồi. Ruồi. Thì anh bỏ nó ra ăn tiếp đi. Thế này thì gọi là mì ruồi à em? Này, ăn đi không ăn ý, thì trả tiền rồi biến đi. Đừng có bẻ hành bẻ tỏi nhá. Khổ quá cơ, giả điên giả khùng, trốn ở viện nào ra đấy hả? Thôi mà em, anh đây thấy sự lạ ở quán em, anh đành phải nói ra cho em hiểu đấy thôi. Lạ cái gì? Lạ cái gì? Đây nhá, em ạ, quán của em nhá, cái gì ở đây cũng hết hạn sử dụng rồi em ạ. Này, tôi dán tem hay sao mà anh biết hả? Này em, anh không cần nhìn tem, anh chỉ cần nhìn và ngửi là biết ngay rồi em ạ. Tất cả những thứ ở quán này của em đều đã hết hạn sử dụng từ lâu rồi em ạ. Em ơi, em nhìn xem, miếng thịt lợn vàng rộm kia kìa, chắc là con lợn chết của bà Tư Béo ở đầu phố. Còn đĩa cá biển sốt cà chua trông thì ngon như thế, nhưng khẳng định với em là của mấy con mụ buôn thúng bán mẹt, nó ế hàng, nó tuồn vào đây chứ gì. Sao lão ta lại biết được chứ? Như thế là em đã vi phạm an toàn hạn phẩm rồi em à. Anh đây mà vui mồm nói với công an một tiếng, có khi em phải vào nhà đá nghỉ mát rồi phải bóc lịch dài dài cũng nên. Này, anh là cái thá gì mà dọa tôi đấy hả? Anh cũng chẳng là cái thá gì cả, nhưng anh giới thiệu với em, anh là cán bộ vệ sinh an toàn của quận được phái xuống, em hiểu không? Anh, ôi dồi ôi, quý hóa quá, hôm nay được anh thấy quá. Anh ơi, dạ cửa hàng em chốt lại lần đầu, có mỗi một lỗi bé tí tiểu tèo teo đó là con ruồi thôi hả? Anh bỏ quá cho em à. Thì lần đầu chứ gì? Lần đầu tiên ạ. Thì được, lần đầu thì anh cũng lập biên bản lần đầu để cho em. Khổ quá, em đã bảo em chốt lại lần đầu có mỗi một con. Thôi anh ơi, em đã bảo là thôi mà lại. Thôi cũng được, lập biên bản một lần đầu cho em thôi. Khổ quá anh ơi. Dồi anh ơi, lần đầu tiên vi phạm thôi mà. Thôi mà em. Lần đầu tiên anh tha cho em. Thôi em, thôi. Quá cơ chứ lại, anh cứ nhận cho em vui lòng lần đầu tiên. Thôi. Cứ nhận cho em vui lòng. Đây rồi, có đây rồi. Ăn đi con. Ăn đi. Dạ thôi không ăn được. Sao lại không ăn? Ăn đi. Đấy, con với bạn con ra kia uống sữa tươi với lại bánh ngọt rồi. Sữa tươi với bánh ngọt, ăn thêm một tí không sao cả. Ăn đi, hai bố con ăn cho nó vui nhá. Vui bố. Có. Thôi. Bố bảo này, hôm nay đá bóng ở trường, đôi con có được giải gì không? Bọn con mà đang tập mà, làm sao mà giải gì được. Tập à? Thôi, con có nhớ lời mẹ dặn không? Không được ăn uống bừa bãi linh tinh, chỉ được ăn ở nhà thôi. Rồi. Bây giờ ấy, thời buổi ấy, dịch bệnh rất nhiều, ăn uống linh tinh ở ngoài, nhớ xảy ra cái gì, mệt lắm ấy. Ôi, con thuộc hơn cả bảng cửu chương rồi. Bố nói có thừa đâu, hơi tí tay mày. Bố không sao đấy hả bố? Không sao, bố sao? Bố uống nước đi. Bố sao đấy? Bố đau bụng quá còn ạ. Bố đừng làm con sợ bố ơi. Bố đau như thế nào? Bố đau bụng quá con ơi. Bố đau như thế nào? Bố đau như thế nào? Trời ơi, mẹ con gọi điện cho mẹ con đi. Bố tí. Bố sao không? Bố cũng ngồi thẳng xuống ghế để bố gọi mẹ. Bố đau mẹ về nấu cơm cho mẹ ơi. Ôi trời ơi, đau quá em ơi, anh đau quá. Anh đau không? Bố đau bụng từ hôm qua à? Không. Bố vừa ăn cái kia kìa mẹ cơ. Ôi trời ơi, đau. Ôi ôi, đau. Lấy đâu ra ăn đây? Trời ơi. Trời ơi, chết tôi rồi. Đây là thức ăn mình sẽ lấy theo công nghệ của mẹ để mang sang cửa hàng bán cơ mà. Thấy tôm thì ăn ai mà biết được. Ôi trời ơi, đau quá. Anh uống nước nhá. Đau quá, không muốn nữa. Đã bảo đừng ăn đồ ôi thiêu để trong tủ lạnh rồi em về nấu cơm thôi mà.